Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại về tiếp tục được một một cái thùng hàng từ order từ Nhật về. Bây giờ mình sẽ cắt trực tiếp để anh em tham khảo xem cái món này là món gì. Anh em nếu đúng chân sản phẩm này thì alo cho mình, gọi trực tiếp cho mình nhé anh em nhé, thì có giá tốt. Anh em đến cái kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đang bán hàng ngày, và hàng order từ Nhật của mình vẫn đang về tiếp. Mình cứ về ăn đâu là mình cắt quay trực tiếp để cho anh em tham khảo luôn. Đây là một con đầu táp Akai có model là GX730D anh em nhé, đẹp xuất sắc, hàng order trực tiếp từ Nhật về. Anh em nào yêu sản phẩm này thì nhấc máy alo trực tiếp cho mình đi, giá cực kỳ tốt anh em nhé, đẹp xuất sắc luôn. Con này là bản này của nó là điện đa cầu anh em ạ. Chạy từ 110 này, 120 này, 220 và 240V. Bản đa cầu. Giá là 15 triệu anh em nhá. Xin chào tạm biệt anh em.